Hi, mình là Jun. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn vặt siêu hot của Hàn Quốc nha. Món này ăn vừa ngon lại còn làm đơn giản lắm luôn á. Chỉ cần chuẩn bị mì tôm, lá rong biển và bột chiên thôi, nấu trong vòng 10 phút là đã có thể ăn được rồi. Món này làm vừa ăn vừa xem phim thì ngon bá cháy luôn á. Đặc biệt lại còn tiết kiệm không tốn tiền của mình nữa. Mình làm một đĩa to như thế này chưa đến 30k luôn á. Mình nói cho các bạn nghe nè, không phải là tại vì dịch đâu mà bình thường mình cũng nghèo khổ lắm luôn á. Không biết các bạn sao chứ cái gì mà nghe đến mắc tiền một cái là mình bị tụt huyết áp luôn à. Bước đầu tiên thì các bạn chuẩn mì tôm qua nước sôi rồi sau đó nêm nếm bằng chính gói gia vị có sẵn trong gói mì tôm đó. À mà nhà bạn nào có điều kiện thì có thể dùng miến hoặc là mì của Hàn Quốc để làm nha. Vì mình thấy nó ăn ngon hơn hẳn cái mì hai con tôm mình đang làm á. Mà công nhận vì gói mì này mình mua có 3.000 thôi mà. Tiếp theo mình sẽ nêm mì bằng chính gói gia vị có trong gói mì đó. Nếu mà các bạn ăn cay hơn thì có thể nêm thêm một ít bột ớt giống như là Jun nha. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều như thế này để cho mì được ngấm gia vị. Các bạn ở đây có đồng ý với mình không là làm đến cái công đoạn này thì nhìn khá giống là ăn mì khô hoặc mì xào hoặc là mì trộn của chúng mình á? Thì đúng bước đầu tiên là nó đó. Sau khi trộn mì với cả gia vị rồi thì mọi người đi chuẩn bị bột cùng với mình nha. Mình sẽ cần chuẩn bị một quả trứng gà, 2 thìa bột mì, 2 thìa bột chiên giòn và 1/2 thìa muối. Đầu tiên mình sẽ đập quả trứng gà ra một cái tô. Tiếp theo thì mình sẽ cho tất cả số bột mì và gia vị mình vừa chuẩn bị vào chung cái tô trứng gà đó. Nếu mà mọi người ăn nhạt thì nêm cho ít muối hơn Jun nha. Mình cũng nói thật là mình cũng ăn mặn hơn nhiều người lắm luôn á. Tiếp theo mọi người cho một ít nước hoặc là một ít sữa tươi vào để trộn chung với nhau. Nhà mình thì đang có sẵn sữa tươi nên là mình sẽ cho vào luôn á. Mà mình thấy cái phần trộn bột này là cái phần trộn quan trọng nhất luôn á. Làm sao để cho bột không được đặc quá, không bị loãng quá. Nếu mà ai chưa có kinh nghiệm ấy thì mọi người cho từng tí một vào thôi. Đến bước cuối cùng thì mọi người trải lá rong biển trên một cái mặt phẳng. Rồi sau đó mình sẽ gắp mì ra và đặt vào giữa lá rong biển rồi cuộn tròn lại. Thường thì một cái lá rong biển nó rất là to nên là mình sẽ cắt ra làm đôi. Sau đó mình sẽ định hình cuộn rong biển này bằng một ít nước. Cái cách làm này thì sẽ giúp cho cái cuộn rong biển của mình rất là chặt, không có bị bung ra nữa. Đó, mọi người cứ làm theo đúng cái công thức như mình đã làm như thế này nha, đảm bảo sẽ thành công 100%. Sau khi cuộn hết số mì vào lá rong biển rồi thì mình sẽ cắt chúng thành 3 hoặc là 4 phần bằng nhau. Rồi mình sẽ lăn những cuộn rong biển nhỏ xinh như thế này qua cái tô bột mà lúc nãy mình vừa mới chuẩn bị xong. Rồi mình sẽ đem đi chiên vàng. Vì là mì và rong biển nó cũng đã chín trước rồi ý, nên là mọi người chiên lửa nhỏ thôi nha, không là dễ bị xém cháy lắm luôn á. Rong biển cuộn sau khi chiên chín vàng rồi thì mình sẽ vớt ra rồi để ráo dầu. Đó, mọi người nhìn thấy món rong biển cuộn mì cay này của mình có ngon và hấp dẫn không? Các bạn có đồng ý với mình là rong biển cuộn mì cay không quá khó để thực hiện đúng không nào? Mình chỉ cần khéo léo một chút là đã có ngay một món ăn vặt ngon và khá là lạ miệng cho cả gia đình của mình rồi. Các bạn ăn một miếng cùng với mình luôn nha. À,